Những chiếc điện thoại Nokia đời đầu, nhỏ nhắn, cũ kỹ và đơn giản, nhưng đã từng là sự say mê, niềm đeo đuổi của không ít tín đồ công nghệ cách đây vài thập niên. Đơn giản vì lúc bấy giờ nó là hiện thân của những công nghệ mới nhất, lạ mắt nhất. Và cũng có thể chúng đã từng có một thời hoàng kim như iPhone bây giờ. Và cũng có thể không ít người sẽ cảm thấy quen quen, bởi rất có thể chiếc điện thoại đầu tiên chúng ta dùng cũng nằm trong số này. Nhưng giờ đây, chúng chỉ nằm im lặng trong bộ sưu tập điện thoại cổ của một số ít những người thích những gì cũ kỹ như chàng trai trẻ này. Sưu tập để thỉnh thoảng đem ra ngắm nghía, dùng thử, rồi lại cất vào tủ, khóa kỹ lại. Mình yêu thích nó nên là lúc nào cũng muốn có nó để sở hữu, xem nó những tính năng gì, ví dụ như những cái mà Nokia bàn phím như này ấy, thì đó là bàn phím QWERTY hai bên ấy. Đó là một trong điện thoại mà có bộ nhớ trong 4MB và nghe được cả nhạc luôn, nghe stereo. Cái 3220 này thì là nó có đèn xung quanh hai bên thì đều là đèn cả, gọi đến thì hoặc là lúc mình nghe nhạc nó đều nhấp nháy theo điệu nhạc. Có cái tính năng like ở trên màn hình, tức là mình viết cái chữ quay lại trong đêm ấy, thì nó hiện lên trong đêm kiểu báo hiệu với nhau ấy. Cũng hay, độc đáo. Nếu như điện thoại thông minh bây giờ có vô vàn tính năng thông minh, nào là lướt web nhanh, chụp ảnh đẹp, màn hình cảm ứng hay chơi game mượt, thì điện thoại Nokia cổ chỉ vỏn vẹn những tính năng cơ bản, nghe, gọi, nhắn tin, nghe nhạc với những dung lượng nhớ hạn hẹp. Nhưng bù lại, chúng lại thuộc hạng nồi đồng cối đá, ném đâu cũng được, chẳng sợ hỏng, chẳng sợ mất. Vì thế, bên cạnh việc sưu tập, chúng vẫn được không ít bạn trẻ săn lùng để sử dụng hàng ngày. Thế nên, từ một người chơi điện thoại cổ, Đức trở thành một người kinh doanh luôn cả sản phẩm này. Dù lợi nhuận chẳng cao, dù rủi ro cũng không ít. Nhưng đổi lại, Đức có cơ hội được tiếp xúc thêm nhiều mẫu điện thoại cổ khác. Cái khó khăn là lúc mà mình tự đi săn, tự đi mua ấy, thì nhiều lúc mình chưa hiểu hết được máy hoặc là không biết trước được nó lỗi, nó hỏng gì ấy. Vì máy cổ thì người ta bán nó, người ta không có đảm bảo gì cả. Thì mình mua về những máy đấy thì chủ yếu là mất tiền oan. Thông thường thì mình không sửa ấy. Thì những máy nào mà về nó bị lỗi nhẹ như về pin hoặc là về bàn phím thì mình có thể thay thế được và vệ sinh lại máy. Những cái mà nó bị nặng về phần cứng thì mình cần không sửa, bỏ đi luôn. Những cái máy mà mình bán chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Trước đây thì tôi có dùng một chiếc điện thoại cũ và giá cả thì nó cũng không đắt và hợp lý với sinh viên chúng tôi. Nó bền, nó không dễ vỡ mà dễ hỏng như bây giờ. Pin là dùng nó rất là lâu ạ. Gia tài điện thoại cổ của Đức không chỉ có Nokia, còn có Motorola, Samsung, tất cả trên dưới 20 chiếc. Có những chiếc chỉ cần lắp pin vào là dùng được, có những chiếc mua về chỉ để ngắm vì nó hỏng phần cứng, chi phí sửa chữa có khi còn đắt hơn cả chiếc điện thoại. Nhưng với Đức, đó vẫn là một niềm đam mê và thành nghiệp để cậu mở cửa hàng điện thoại cổ. Tuy không hào nhoáng như các cửa hàng điện thoại hiện nay được mở ở các con phố lớn, cửa hàng của Đức nằm lọt thỏm giữa một con ngõ nhỏ và sâu trên đường Bưởi. Thế nhưng tình yêu với những chú dế cổ vẫn là động lực để Đức duy trì hoạt động của cửa hàng này.